Chuyện bị chặt chém khi đi du lịch chẳng còn quá xa lạ gì tại Việt Nam chúng ta. Ngay cả những người trong nước với nhau mà đôi khi còn ăn trọn những cú lừa, chứ huống gì là khách ngoại quốc. Nói đâu xa thì mới đây, một anh Tây nọ đã đăng tải một đoạn clip trên mạng xã hội kể lại trải nghiệm khó đỡ của bản thân khi dạo bước trong một ngôi chợ Việt. Trong đoạn video thì du khách Tây dừng lại tại một sạp quần áo vì bị thu hút bởi chiếc áo mang thương hiệu Gucci. Câu chuyện đầu tiên mà anh ta hỏi người bán là, đây có phải là áo Gucci thật không? Đáp lại thì người phụ nữ trẻ tuổi quả quyết đó chính là áo thật, còn báo giá 20 đô, khoảng hơn 450.000 đồng. Lúc này thì anh Tây lại tiếp tục hỏi xem đây có phải là Gucci real hay không. Người bán vẫn tiếp tục say yes, thậm chí còn bảo hàng mình là toàn hàng thật. Vì biết đây không phải là áo thật, nhờ dòng chữ hiện thương hiệu viết sai, anh Tây khẳng định trả xuống còn 10 đô, tức là còn một nửa giá. Dĩ nhiên thì người phụ nữ kia không chịu và chỉ giảm cho anh Tây 2 đô la. Trước sổ thì vị khách ngoại quốc khẳng định, giá đó thì quá ổn cho một chiếc áo Gucci hàng real rồi. Nhưng với giá này thì cùng lắm tôi chỉ trả cho bạn được 5 đô mà thôi. Is this real Gucci? Yeah. How much for this Gucci? $20. Real Gucci? Yeah. Yeah? All of it's real? Yeah. Gucci, okay. Yeah. I'll give you 10 for it. $10. Oh no. No, not for the real Gucci. Real Gucci, damn. I discount for you. $18. Yeah. It might be a good price for real Gucci. I don't know. Okay, I can only do like 5. Okay, sorry. Yeah, thank you.